Và hiện tại giờ mình đã được ngôi nhà là quá ok, quá ấn tượng. Ba xã gần đây nhất thì không có một cái gọi công trình nào là độc đáo và những cái mà rất là ấn tượng như thế này. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Nhà đẹp cùng LK. Và trong tất cả những số phát sóng trước, khi mà chúng ta phải ngắm các dự án nhà qua bản vẽ 3D, thì ngày hôm nay Nguyễn Giang đang có mặt tại Kiến Thụy, Hải Phòng để có thể đồng hành cùng quý vị và các bạn tham quan một dự án nhà vườn mái Nhật một tầng mà LK đã hoàn thiện xong cho khách hàng của mình là anh Thắng. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu thêm nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay thôi. Chào anh ạ. Chào em. Dạ vâng, hôm nay đến tham quan nhà mình mới hoàn thiện xong thì thực sự thấy rất là đẹp ạ. Rất mong anh có thể tạo điều kiện để cho LK có thể giới thiệu không gian sống của nhà mình đến cho tất cả các quý vị khán giả chuẩn bị xây nhà, để cho các quý vị khán giả có thêm thật nhiều ý tưởng. Rất cảm ơn tất cả anh chị em. Thực ra là đã bớt chút thời gian về đấy là thăm gia đình anh, và thứ nhất là thăm công trình của anh, vừa được LK và thứ nhất là thiết kế, tư vấn thiết kế và thi công trọn gói. Công trình cũng vừa được đưa vào sử dụng thôi. Và bây giờ anh xin mời tất cả các em đi tham quan công trình do chính anh cây LK đã kế và thi công. Khu đất của anh Thắng rộng 14,5 x 21 m. Dựa trên yêu cầu và mong muốn của gia chủ, kiến trúc sư LK đã thực hiện bản thiết kế kiến trúc nhà vườn một tầng mái Nhật. Khối kiến trúc tổng thể hình chữ L với tông màu chủ đạo là màu trắng và đen, toát lên vẻ hiện đại, sang trọng. Công năng của ngôi nhà bao gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp ăn, 2 WC cả trong nhà và ngoài trời, và 1 kho. Sử dụng lối kiến trúc đương đại, vẫn dùng những đường nét cũ của nhà nông thôn xưa nhưng đã được giản lược chi tiết, kiến trúc sư LK đã đem đến cho ngôi nhà một nét kiến trúc mới mà vẫn giữ được nét thôn quê phù hợp với tiêu chí biệt thự vườn của gia chủ đề ra. Ngôi nhà được thiết kế hai cổng tương đương với hai công năng khác nhau. Cổng chính là cổng có lối đi vào dành cho ô tô để con cháu có điều kiện có thể về thăm ông bà. Còn kia là cổng phụ có thể giúp ông bà đi lại một cách đơn giản và thuận tiện hơn. Bởi là kiểu kiến trúc nhà vườn một tầng nên việc bố trí công năng sao cho phù hợp là điều vô cùng quan trọng. Và dựa trên những yêu cầu của gia chủ cũng như những đóng góp của các kiến trúc sư LK thì không gian phòng khách, phòng thờ và phòng bếp được bố trí trên cùng một trục, nhưng vẫn phải đảm bảo sự riêng tư cũng như trang trọng cho không gian phòng thờ. Phòng bếp vô cùng thoáng đãng và tiện nghi với hệ tủ bếp hình chữ Y phong cách tân cổ điển, giúp cho khu vực nấu nướng trở nên sang trọng và tiện nghi hơn. Ở phía bên này sẽ là một cánh cửa lớn nhìn thẳng ra phía sân vườn. Phía bên dưới sẽ là một bể cá ngay dưới lối đi vô cùng ấn tượng, giúp tạo một không gian thư giãn và thoải mái trong mỗi bữa cơm quây quần của gia đình. Hai phòng ngủ thì được bố trí ở phía cuối ngôi nhà với một WC chung ở giữa. Cả hai phòng ngủ thì đều được bố trí cửa sổ ở đầu giường và một cửa hậu dạng trượt ở phía sau để có thể lấy sáng tự nhiên, đảm bảo sự kết nối ở bên trong và ngoài nhà luôn được hiệu quả. Vậy là Nguyễn Giang đã chia sẻ không gian cuối cùng trong dự án lần này đến quý vị rồi. Không gian tuy đơn giản nhưng vô cùng ấm cúng và tiện nghi, chắc chắn sẽ là nơi để các thành viên trong gia đình luôn muốn trở về. Và cũng rất là cảm ơn anh Thắng ngày hôm nay đã tạo điều kiện cho LK có thể tham quan ngôi nhà và giới thiệu không gian sống của mình đến cho quý khán giả được biết. Không biết là đến thời điểm hiện tại khi mà ngôi nhà đã hoàn thiện xong thì anh Thắng có cảm nhận như thế nào ạ? Anh cảm ơn tất cả anh em. Thực ra là khi nói thật là khi đã tìm đến LK, LK thì thứ nhất là về cái mình cũng đã tìm hiểu qua LK rồi, trong sau khi mình làm việc với LK thực ra là khi họ đưa cho mình một cái bản vẽ về cái không gian và kiến trúc của ngôi nhà ấy, thực ra là mình thấy rất độc đáo, nhưng mà thực ra độc đáo với bản thân mình thôi, còn không biết là với dân hàng xóm như thế nào.
mà cũng không biết mai kia là khi thi công xong nó có ra hình thù gì được như mong muốn không. Nhưng mà thực ra là cũng rất là vui khi mà sau khi được LK và cùng tất cả các anh em kiến trúc sư đã hỗ trợ gia đình mình, và hiện tại giờ mình đã được ngôi nhà là quá ok, quá ấn tượng. Thực ra là ở ba xã gần đây nhất thì không có một cái gọi công trình nào là độc đáo và những cái mà rất là ấn tượng như thế này. Thực ra là từ trong ra ngoài đều một cái mà thực ra là đến bây giờ mình cũng thực ra là không có gì nói hơn nữa là cảm ơn nhau. Ok, cảm ơn tất cả các anh em, cảm ơn tất cả các đội ngũ đã đi xuyên suốt quá trình thi công và bàn giao cho mình này, là mình rất cảm ơn LK, cảm ơn anh em. Dạ vâng, rất cảm ơn anh Thắng và gia đình đã tin tưởng và lựa chọn LK làm đơn vị đồng hành kiến tạo nên không gian sống của mình. Còn quý vị thì sao? Quý vị có cảm nhận như thế nào về dự án lần này của LK? Hãy để lại bình luận của mình ở phía bên dưới để cho Nguyễn Giang được biết nhé. Và đừng quên ấn like và subscribe, ủng hộ kênh YouTube của LK để đón chờ những video hấp dẫn phía sau. Còn bây giờ, chuyên mục Nhà đẹp cùng LK đến đây xin phép được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào chuyên mục tiếp theo.